ta đây xe với mưa một lút qua nêu luôn rồi các bạn đó, thấy không, quá mới. Rồi, mấy em nhỏ phóng lên à, chạy xí theo. Trời các bạn, 3 tháng trời trồng bên học lúa, cho nên đợt này gặp mưa bão thì coi như cộng nào mình vớt được cứ vớt.